Chương 1 Alan Parker Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Năm 2005 New York, quận Queen Ở vào thứ bảy đại đạo một gia đình, trong nhà hạnh phúc sinh sống bốn miệng người, vậy thì là Ben Parker một nhà. Ben Parker có hai đứa bé, phân biệt là đã sáu tuổi ca, ca Peter Parker cùng mới vừa còn chưa mãn một tuần tuổi con nuôi Alan Parker hơn nữa còn có một vị gợi cảm mỹ lệ mà lại hiểu ý kiều thê mây Marisa, tuy rằng quận quân giá phòng vẫn đang tăng, thế nhưng Ben Parker nhưng là cảm giác nhân sinh vô cùng hoàn mỹ. Giờ khắc này, ở Parker nhà trong sân, hắn con nuôi, Alan Parker chính thích ý nằm ở tiền viện mặt cỏ xe đẩy em bé bên trong. Tuy rằng chính trực vào lúc giữa trưa, lại là nóng bức nắng nóng mùa hè, trời nắng chan chan dưới, nằm ở xe đẩy em bé bên trong Alan nhưng là không có một tia dị dạng, không thể không biết nóng bức, ngược lại nhưng có một loại không tên dường như tình mẹ giống như ông ấp thư thích cảm. Alan nằm chính mình tiểu núng vú, một bên chà chà ăn, một bên nhìn trên bầu trời, cái kia hồng xem một lò sôi trào nước thép giống như, dâng lên mà ra, kim quang chói mắt mặt trời, vô cùng vui vẻ táp núng vú âm thanh, hơn nữa thỉnh thoảng phát sinh thư thích tiếng kêu, đối với Alan vừa đến ngày nắng liền yêu thích bò đi tiền viện chiếu mặt trời quen thuộc, một bên ngồi ở cửa chính lắc cây quạt mây đã sớm tập mãi thành quen. Nhìn ở dưới mặt trời chó chang vui vẻ Alan, ở so sánh dưới mồ hôi đầm đì nhiệt thành chó, hận không thể đem tiểu viện đổi thành tủ lạnh chính mình, mày có chút vô cùng phiền muộn, đối với Alan thói quen này, vừa bắt đầu mày không phải không nghĩ tới ngăn cản. Dù sao tuy rằng tiểu hài tử tắm nắng có chỗ tốt, thế nhưng nào có ở nắng nóng giữa trời thời điểm còn đi ra ngoài tắm nắng, này nếu như sưởi hỏng rồi làm sao bây giờ? vì thay đổi Alan quen thuộc, mày không chỉ một lần đem nỗ lực từ xe đẩy em bé chạy trốn, leo tường, nhảy cửa sổ Alan cho đãi trở về, thế nhưng vô dụng, chỉ cần có một giây không coi chừng, người nhất định không gặp. Liền như vậy, ở vài lần trắc trở hạ xuống, hiện tại người một nhà liền mang theo chu vi hàng xóm đều biết, tá cơ nhà có một cái đam mê tắm nắng tiểu bảo bảo, hơn nữa then chốt chính là tiểu hài tử này còn đặc biệt đáng yêu, mũm mỉm khuôn mặt nhỏ bé hơn nửa nước long lanh mắt to. Alan một lần trở thành bốn phía các bạn hàng xóm tân sủng, thậm chí có chút hàng xóm vì xem Alan. Mỗi ngày đều gặp cầm ngon miệng cơm nước hoặc là sữa bột đi đến tác cơ nhà, liền vì xoa bóp tiểu khả ái. Alan Sau đó theo thời gian trôi đi, nhân vì cái này cổ quái, ở hai vợ chồng mang theo Alan tiến hành rồi các loại kiểm tra xác thực đã định chưa bất cứ vấn đề gì sau khi, bản cùng may liền không có ở ngăn Alan tiếp tục tắm nắng. Có điều mỗi ngày nhìn Alan nhưng là tất nhiên. Cũng không biết đứa nhỏ này cha mẹ đến cùng là ai, tại sao có thể có như thế cái quen thuộc, có điều ngoại trừ cái này hắn đều thật ngoan a, à. không khóc không nháo, không đái bậy, này quả thực là may mang quá tốt nhất một lần đứa nhỏ, may đầu tiên là ảo não nhìn cách đó không xa xe đẩy em bé bên trong Alan, có điều sau đó nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng vô cùng sủng ái nhìn Alan. Nhìn nhìn may không khỏi đứng lên, Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới xe đẩy em bé trước, nhìn một bên táp núm vú, một bên thư thích gõ lên hai chân Alan, mày không khỏi hơi nhướng mày, hai tay chống nạnh không khỏi nghĩ đến, tên tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy thói xấu. Ai, xem ra không thể lại để bản dẫn hắn, một thân thói xấu toàn để Alan học đi tới, lần sau thử xem để Parker mang thử xem, ân, ừ. liền như vậy, nhìn đầy người thói xấu Alan, mày không tự chủ được thì trách đến bản trên người dù sao tiểu hài tử mọi cử động là từ đại nhân nơi đó học được, chính mình cùng Peter khẳng định không có vấn đề, cái kia nhất định chính là bản vấn đề, mày không khỏi càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, âm thầm gật đầu. Sau đó đi tới Alan trước mặt, hài lòng nặng nặng Alan khuôn mặt nhỏ sau đó thỏa mãn đi rồi. Bất đắc dĩ với trước mắt cái này cùng mình kiếp trước không chênh lệch nhiều mẹ nuôi trận mắt khinh bỉ. Một năm 11 tháng lại 23 ngày A, Alan ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, ai có thể nghĩ tới, nhanh mãn hai tuần lễ tuổi hắn, thực là một tên người xuyên Việt. Xuyên Việt trước Alan là một tên địa địa đạo đạo người Hoa, là một người thế kỷ 21 chịu đủ truyện online độc hại chiều sâu bệnh thần kinh thanh niên. Đối với Xuyên Việt chuyện như vậy, ngoại trừ lúc mới bắt đầu bởi vì biến thành trẻ con mà mang theo kinh hoảng cảm giác, ở trải qua một quãng thời gian sau khi thích ứng, đã có thể rất thản nhiên tiếp thu chuyện này, không giống với một đời trước, gia gia nải nải rất sớm tạ thế. Một người lẻ loi lớn lên hắn, ở đời này biến thành United States. Người, có một cái rất hạnh phúc gia đình, mỗi ngày đối với hắn vô cùng cưng chiều mây Marisa, còn có tuy rằng có lúc đối với mình rất bất đắc dĩ nhưng cũng phi thường quan tâm chính mình bản đại thúc hơn nữa thỉnh thoảng lại đây thăm nhà vấn an chính hắn một cái cháu trai Peter một nhà, tháng ngày quả thực là rất thích ý. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu biết bọn họ tên của mang đến hoang mang cảm, sau khi liền không có cái gì dị dạng, hết cách rồi, vừa bắt đầu thành tựu vừa ra đời trẻ con, nói đều không có cách nào nói, vừa nói chuyện chính là y y a a khiến cho mây còn coi chính mình là đói bụng, mỗi lần vừa nói chuyện, liền bị mây đem bình sữa phóng tới chính mình trong miệng, thường xuyên qua lại, Alan cũng là tiếp nhận rồi sự thực này. Một bên suy nghĩ một bên hấp núm vú Alan, đột nhiên ngẩng người một chút, cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Ít một chút cái gì đây? Nha. Đúng rồi may lại đem chính mình núm vú thay đổi một cái tân. Alan đem trong miệng núm vú lấy ra, xem nhìn mặt trên không có chính mình cái kia quen thuộc tiêu chí, nhất thời bất đắc dĩ nghĩ đến. Ân, ừ, như vậy liền tốt lắm rồi, xem trong tay hoàn toàn mới núm vú. Alan nhất thời hai mắt đỏ lên, thấu hồng la dè từ trong đôi mắt bắn ra, cuối cùng ở Alan thông thạo điều chỉnh thử dưới, một cái viết kép ép tiêu chí dấu ấn ở núm vú mặt trái trên, nhìn cái này quen thuộc tiêu chí, Alan thỏa mãn gật gật đầu. Thư thích híp mắt nhỏ đem núng vú hàm tiếng vào. Là một người chính tông Superman, chính mình chuyên môn vật phẩm làm sao có thể không có chính mình tiêu chí đây? Thực sự vừa mới bắt đầu, Alan biết mình có Superman năng lực, có một quãng thời gian là kinh hoảng, dù sao người Krypton vị trí vũ trụ vậy cũng là chỉ có DC một nhà, không còn chi nhánh, mà ở DC bên trong lời nói, vậy cũng là xưng tên nguy hiểm, không nói những cái khác chỉ riêng ở xã hội loài người số một đại lão, Luthor liền không phải một nhân vật đơn giản, nắm giữ cấp chính trí tuệ hắn. Ở phát minh sáng tạo này một khối nhưng là một điểm không thua với Tony Stark, cũng chính là Iron Man. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là người này vẫn là loài người trí thường kẻ phân biệt chủng tộc, mỗi ngày nghĩ làm sao làm chết Superman, hơn nữa then chốt vẫn là hắn thật sự có thực lực đó đi mới vừa Superman, mà một cái khác đại lão River, Flash cùng Flash cũng là, động một chút là khởi động lại vũ trụ mở tân dòng thời gian, không một chút nào giảng đạo lý, đối với hai người này treo vách tường cũng là vô cùng đau đầu, ngoại trừ những này gần ngay trước mắt, còn có tương tự với đảo Themsikia. Atlantis, ở Apokolips Dakisic, người Krypton lưu vong người dốt tướng quân, hơn nữa DC bên trong cũng là có Lucifer loại hình đại lão. Liền như vậy ở trải qua chừng mấy ngày thấp thỏm lo âu sau, ở sau khi một lần trong lúc vô tình nghe được chính mình cha nuôi mẹ nuôi tên, lúc này mới triệt để yên lòng, không hắn. May Marisa danh tự này hay là không thường nghe, thế nhưng Ben Parker, bản đại thúc nhưng là sở hữu fan mát vô có thể ngay lập tức phản ứng lại đại danh, tuy rằng bản không có siêu anh hùng như vậy năng lực, thế nhưng hắn nhưng là nuôi nấng ra một cái tất cả mọi người đều yêu thích kính yêu siêu anh hùng. Spiderman Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.